Thiên Ân nói gì về nghi vấn có người chơi xấu sau sự cố hỏng trang phục dân tộc? Trong đêm diễn trang phục dân tộc tối 20 tháng 10, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã tỏa sáng với trang phục dân tộc mang tên Trúc Chỉ, được lấy cảm hứng từ dòng tranh nghệ thuật xứ Huế. Dù kỹ năng trình diễn rất chuyên nghiệp nhưng do trang phục nặng và cồng kềnh nên ở những giây cuối, cô phải dùng tay để xoay phần cánh trông hơi vụng về. Sau đêm thi trang phục dân tộc, Thiên Ân đã livestream trò chuyện cùng người hâm mộ và bà trùm Hoa hậu Kim Dung. Khi được dì Dung hỏi về sự cố và đặt nghi vấn có người làm hỏng, Thiên Ân đã trả lời như sau. Ê, mà liệu nó có bị ai làm cho nó hỏng không ta? Dạ không chị ơi, cái đó là do em nghĩ là do nó bị kẹt cái gì á, chứ đồ á, năm nay Miss Grand họ cho ekip để mà canh đồ rồi này kia cũng dữ lắm, cho nên là không đồ nào bị vấn đề hết. Nhưng nói chung là diễn tốt. Dạ mà đó là trước cái lúc mà em đi á, em diễn á, là em có gọi cho chị Phương Anh, em nói là chị sao chị có thể giá cái đó lên trên vai rồi chị diễn hay vậy. Chị Phương Anh nói, ừ, chị công nhận là cái đó nó nặng thiệt em. Nhưng mà cái lúc mà diễn em yên tâm đi là nó không có nặng đâu. Đúng thiệt, em diễn thiệt nó không nặng mà... Vì lúc đó là tâm trí của mình tập trung vô khán giả đó à. Đó giống như mình bị thôi miên á. Dạ. Là mình sẽ có còn cảm giác cái đó nó nặng nữa. Nhưng mà vô xong là thấy nó nặng liền. Dạ đúng rồi, lúc đó là em nghĩ là kiểu em đại diện đất nước. Trước khi em lên còn hát bài Việt Nam tôi đó. Em nhầm sáng tươi. Em lấy mút để mà em xong rồi cái em nghĩ là em đang đi thi cho tất cả cho em.